Chà chắc là tập hoa, chà này ca ọt đằng hàm bọn này cừu. Chà cứ đọc phần vị nhật tì. Chà đọc phần phí vị nhật tì. Chà ní cứ chìa là nạc khô khí nha. Viên ca ọt đằng hàm bọn này cừu. Chà này nông phòng sạch chết nâng. Này nông mạch chật than phòng mà đà. Chà chắc là bây bình chìa ai cần ta chứ bà. Hà ta nông bình nèm 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 là nạc khô khí nha. Chúng vô ca ọt đằng hàm nhàng mất. Chà nhông xong mình chướng chà này cừu. Chà mình nèm tiết. Chà này cừu giả nhà mặt vừa đầm nà ca nấy đôi khi nè chân 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 này cứ vô phi đầm nà ca nơi ca vừa nâng nở cả tí muối cứ vô kia chiếm ót đằng háo nơi khnông bạ già ca phong mà đà chà này cứ đo đằng háo phi được bay nhiệt tí chà và to máu phi được nhom sai thật này cứ tiếm chà này cứ chà chăm nhom rọ đọt bấy này cứ đừng kia chiếm ót đằng háo chà nhom đừng cầm nọt để dạ phi bọ này cứ được khnông ca ót đằng háo chà nhom buộc làm nà ca tí pí cứ này cố kia hiếm ọt đằng hao nơi không thong là tịch mình là bàn tay muốn ọt đằng hao nơi thong là tịch cứ này cố đỏ đằng hao nơi không thong là tịch những người dạ phế mua nhiệt tì tần là trong thêm tập thay này cố chặt làm ọt đằng hao cho này cố là ọt đằng hao là vô vì làm nà ca đang bán là chà chân làm nà ca tí mua cho này cố là đỏ đằng hao nơi không cả nhà ca dân phòng đà đang ở bàn tì bây nhiệt tì sấn. Chà chân này cứ triếm, chà triếm ọt đằng hào mũi, tí, bấy, chà. Chà. Chà chân này dạ phê rồi, chà này cứ ọt đằng hào, chà cứ ban một phê vào mũi, vì nhảy tí. Chà chân đầm nà ca mùi tiệt. Chà cứ này cố bạp ra thong plastic mà đò. Chà chà này cố hai thong plastic nó tròn vô. Chà cho nó không phải giả ca như là bàn trà là máu. Chà chân phê đai đó. Chà chà bạp thằng này cố cho bạp đám chặt đọt đằng háo chân này cụ chặt đàm bây giờ nhôm cặp ha này cụ triếm ọt đằng háo chân này cụ ọt đó ở bàn đấy chà cái này cụ chặt đàm chà đọt đằng háo này không thong plastic thì dập bên mùi nhiệt tì chà chặt đàm chà chân này cứ triêm ọt đằng hai ấm mũi tí bảy chà ọt chà chà ní chia được dọc phê đây này cứ dọc chia yếm ọt đằng hai được trong thong plastic ta cứ dọc là mũi chà vì một tì chà chân khơi thá chà chấm cua chà nẹt cừu chà đi mua như này tôi xả rá chà tí tí cứ miên để chặt phê chặt hạ hai cái này chà chân đầm bay bình chẹt chà ở căn là chặt bạc một tháng tiền chà ta một nụ sợi nâng nụ cầu nâng cà ở đằng hào nâng chà miên là cái nã khâu cái này bài mấy nhưng nâng xong mình chơi được cừu chà mình nẹt tiết chà cừu bị bỏ chà màu xa là bỏ làm nà cà nâng chà đôi cái này chà chân mấy được cừu ban chà sừng cây khơi nhá, thằng này cố quạt miền vừa đầm nà ca, chẳng đâu mà đại khạc, thế này cố nơi chạm bàn thằng ỏi, chạm bàn, chẳng chăng được cố chặt đào ăn ở quạt bàn đấy, cả, chăng được cố đo thằng hai được nông phải giả ca hiên phi chặt bảy nhật tì dần tới, chắc chắn được cố triêm chạm sâu thằng hai ông châu lại bàn vén. Chà triếm, muối, tí, bầy chà ọt đằng hám. Chà,
Cái này dạp đây là cừu, chạp chị em ở tầng 2 cứ xam sắp. Chà xam sắp bị nhật tì. Chẳng chẳng đồng nào cao mùi tiệt, chà xong là cừu, bà thong plastic. Chà, chị em ở tầng 2 được nóng thong plastic. Dạ, tròn vô cho là bán tràn tịch nó. Dạ, chẳng lục rũ đo đằng hàm được không thông plastic vì dạ phê mùi nhiệt tì chẳng dùng sạch thà lục rũ chạp đám ọt đằng hàm chẳng lục rũ ọt đằng hàm chẳng chẳng dùng chạp đám chẳng chạp đám đọt đằng hàm được không thông plastic mùi nhiệt tì. Chà chứ là cụ triếm chăm ở tầng 2 lắm chà. Muối, tí, bầy. Chà. Chỉ là dạ phê đây là cụ triếm ở tầng 2 lắm chứ. Chà một phây tí. จ้าวินิจฉัยจ้าจังออกคุณจรานจ้าจําพูการจูลรบลูกครูจ้าเนี่ยครูจ้าจังสมอบคุณจ้าลูกครูอัญเชิญจ้าจ้าจังตามระยะลัตถพลจ้ายังมีจ้า 3 ការអត់ដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតារបស់យើងនិងការអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចាការអត់ដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតាហ្នឹងឃើញថាបានច្រើនជាងចាបានយូរជាងចាតែពេលដកដង្ហើមនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតាហ្នឹងបានវែងជាងនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចាក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងក្រោយពីដំណើរការចានិគរអាចសង្កេតមើលទៅលើលទ្ធផល ចាដែលអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូបានអនុវត្តមិញអញ្ចឹងក្រោយពីលិទ្ធចាទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងតែអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាអញ្ចឹងក្រោយពីបានធ្វើពិសោធន៍មិញហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងគឺមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមហ្នឹងបានវែងជាងខ្យល់នៅក្នុងថង់ដង្ហើម จ้าอดังหามันแวงเชียงจ้าอดังหามันแวงเชียงในក្នុងថង់ថង់ផ្លាស្ទិកចាចាចាអញ្ចឹងចាចានេះគូគិតថាប្រសិនបើចាដល់ក្នុងយើងដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចាអាយុចាសំទោសយើងអត់ដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចាចាអញ្ចឹងតើអ្នកគូគិតថានៅក្នុងចាបរិមាណស្មានចាកាបូនិកនៅក្នុងសួតឬក៏ក្នុងឈាមឬក៏ក្នុងគូកបាល មានដែលអ្នកខ្ញុំបណ្ដេញច្រើនឬក៏តិចបរិមាណអាស្មានកាបូនិកចាបរិមាណអាស្មានកាបូនិកច្រើនចាចាចាចាគេចំពោះបរិមាណអាស្មានអុកស៊ីហ្សែនវិញថយចុះតិចចាតិចចាអញ្ចឹងចាតាមការពិសោធន៍របស់យើងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាចាការដកអត់ដង្ហើមនៅក្នុងចាបរិយាកាសធម្មតាបានយូរជាង នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចាហើយការអត់ដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកធ្វើឲ្យបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងចាខួរក្បាលចានៅក្នុងឈាមនិងនៅក្នុងសួតរបស់យើងហ្នឹងមានចំនួនតែមានកម្រិតកើនឡើងចាតែចំណែកឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនគឺថយចុះចាថយចុះចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកស្រាយបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាការអត់ដង្ហើមយូរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព